Những thông tin về giá cả thị trường một số mặt hàng nông sản sẽ tiếp nối chương trình ngày mới sáng nay. Mời quý vị, nhất là bà con nông dân cùng cập nhật. Giá heo hơi trên cả ba miền đang tiếp đà giảm từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng một ký so với cuối tuần trước và hiện được thu mua trong khoảng 50.000 đồng đến 54.000 đồng một ký. Cụ thể tại miền Bắc, giá dao động ở mức từ 50.000 đồng đến 53.000 đồng một ký. Ở các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, giá heo hơi đang dao động trong khoảng từ 53.000 đồng đến 54.000 đồng một ký. Tương tự, thị trường heo hơi miền Nam cũng dao động trong khoảng 53.000 đồng đến 54.000 đồng một ký. Thị trường hồ tiêu những ngày qua có xu hướng đi xuống, các tỉnh thành ghi nhận mức giảm 3.000 đồng đến 4.000 đồng một ký, trong đó mức giá thấp nhất là 78.000 đồng một ký tại hai tỉnh Gia Lai và Đồng Nai. Tiếp đó là ba tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước chung mức giá 79.500 đồng một ký. Giá tiêu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng được điều chỉnh giảm 4.000 đồng một ký, hiện ở mức 80.500 đồng một ký. Thời điểm này, tại nhiều địa phương, giá dưa hấu giảm mạnh, ảnh hưởng không nhỏ tới thu nhập của bà con nông dân. Ở khu vực Tây Nguyên, giá thu mua 1 ký dưa hấu đã giảm xuống mức 1.000 đồng đến 2.000 đồng một ký. Tương tự, dưa hấu Thanh Long cũng đang rớt giá mạnh. Dù là nghịch vụ, song giá loại trái cây này hiện chỉ 500 đồng đến 1.000 đồng một ký. Đáng nói, chi phí sản xuất Thanh Long nghịch vụ lên đến 10.000 đồng một ký, nên nông dân chịu thua lỗ khoảng 9.000 đồng.